Hi, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VFS Channel. Hôm nay là chạm mốc 1.000 ngày kể từ khi Bi ra mắt, cụ thể là từ ngày 14 tháng 3 năm 2019. Và hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2021. 1.000 ngày của Bi Network. Và chúng ta đã làm được gì? Chúng ta với hơn 30 triệu người tiên phong đang khai thác tích cực. Và nếu xét trên bản đồ thế giới, một quốc gia mang tên Bi Network đang đứng thứ 49 trên tổng 236 quốc gia. Chúng ta đứng trên quốc gia Nepal với 29 triệu người và dưới Yemen với 30 triệu người. Và hiện tại, mỗi ngày trôi qua, Bi Network có khoảng 65.573 người tiên phong mới tham gia vào mạng Bi. Con số đó còn hơn cả số trẻ sơ sinh được sinh ra trong vòng 1 giờ trên toàn thế giới. Và 2 tháng gần đây nhất, trung bình mỗi tháng Bi Network có thêm 2 triệu người mới tham gia vào tiến trình. Và nếu tính trung bình từ trước đến nay, kể từ khi Bi ra mắt, thì trong vòng 1.000 ngày qua, mỗi ngày chúng ta có hơn 30.000 pioneer đã tham gia vào quá trình lịch sử này. Đây là những con số biết nói về sức lan tỏa khủng khiếp của Bi Network. Và còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhìn lại cuộc hành trình 1.000 ngày qua của Bi Network. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, Bi Network chính thức ra mắt trên toàn thế giới. Các tiếng nói đầu tiên trên thế giới blockchain và đặt nền móng đầu tiên cho toàn bộ tương lai về sau. Đến ngày 30 tháng 4 năm 2019, Bi đạt 1.000 người tiên phong đầu tiên. Tiếp tục gần một tháng sau, ngày 22 tháng 5 năm 2019, Bi đạt 10.000 người tiên phong gắn bó. Và đây là lần đầu tiên tỷ lệ khai thác giảm một nửa. Và vào ngày 5 tháng 7 năm 2019, số lượng người dùng Bi đã đạt quá 100.000 người và tỷ lệ khai thác đã giảm đi một nửa lần thứ hai. Cho đến 2 tháng sau, vào ngày 10 tháng 9 năm 2019, chức năng phòng trò chuyện, nhóm chat được khởi chạy trong app và mỗi người dùng có thể tạo ra phòng trò chuyện trong nhóm khai thác của riêng họ. Và đến ngày 30 tháng 10 năm 2019, Bi chính thức đạt 1 triệu người tiên phong, đánh dấu tốc độ khai thác giảm lần thứ 3. Và đến ngày 4 tháng 12 năm 2019, Bi Network mở đợt KYC thử nghiệm đầu tiên và hướng dẫn chuyển Bi nội bộ. Và ngày 16 tháng 12 năm 2019, nhóm Bi Core Team đã gửi 10.000 Bi của mình đến số tài khoản 89199 để mua tên miền Bi App. Và đến ngày 19 tháng 12 năm 2019, Bi Network chính thức KYC bên thứ 3 và bắt đầu thử nghiệm chuyển giao nội bộ. Và đó là toàn bộ cuộc hành trình năm 2019. Bước qua năm 2020, vào ngày 31 tháng 3 năm 2020, giai đoạn 2 chính thức được bắt đầu với mạng Testnet và node đầu tiên của Bi đã tham gia vào mạng Bi. Cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2020, các node Bi có thể tham gia vào mạng Testnet và Bi phát hành phiên bản đầu tiên trên nền tảng. Đến 15 ngày sau, ngày 16 tháng 5 năm 2020, ứng dụng thí điểm đầu tiên mang tên là Fever IQ được ra mắt trong app Bi. Và 3 tháng sau, ngày 15 tháng 8 năm 2020, tài khoản Twitter của Bi Network đã được chứng nhận tích xanh. Tiếp theo, vào 2 tháng 9 và tháng 10 năm 2020, hội nghị Bi đầu tiên tập hợp cộng đồng Bi Network nhằm chia sẻ những ý tưởng của họ với nhóm nòng cốt. Và đến ngày 8 tháng 12 năm 2020, Bi chính thức đạt 10 triệu người dùng tiên phong gắn bó và đánh dấu lần giảm tỷ lệ khai thác thứ tư. Cho đến ngày 25 tháng 12 năm 2020, Bi chính thức khởi chạy ứng dụng Brainstorm. Và đó là cuộc hành trình trong suốt một năm 2020 của Bi Network. Bước qua năm 2021, ngày 1 tháng 4 năm 2021, ví Bi Wallet và trình duyệt Bi Browser chính thức được ra mắt người dùng. Đến ngày 28 tháng 6 năm 2021, Bi ra mắt cổng nhà phát triển và bộ công cụ phát triển phần mềm mới với các tài nguyên hệ sinh thái khác.
và tiếp tục trong 3 tháng mùa thu, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2021, Bee đã tổ chức sự kiện Hackathon đầu tiên cho cộng đồng với giải thưởng lên tới 100.000 đô la và 100.000 Bee. Đến ngày 24 tháng 9 năm 2021, Bee đạt 25 triệu người tiên phong. Và đến 29 tháng 10 năm 2021, chúng ta có bảng KIC thử nghiệm trong app Bee lần đầu tiên. Vào ngày 25 tháng 11, Bee đạt 29 triệu người dùng. Và còn nhiều hơn thế nữa, những thành tựu và những dự tính tương lai của Bee Network. Không thể kể đến nhiều công ty, doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia vào tiến trình đồng thuận giá Bee. Họ thành lập nên những công ty, cửa hàng và chấp nhận thanh toán bằng Bee Network. Bee cũng nhận được nhiều bình luận từ báo đài, từ các tiến sĩ, từ những người nổi tiếng và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dùng và xã hội. Và chắc chắn trong tương lai, hệ sinh thái và giá trị của Bee vẫn còn sẽ mãi được lan rộng. Đó là về giải pháp KIC hàng loạt, là các chương trình và tài nguyên mở rộng dành cho nhà phát triển, các ứng dụng Bee và điều mà mọi người mong chờ là việc khởi chạy mainnet. Và còn nhiều hơn thế nữa, khi tương lai Bee sẽ viết tiếp lên trang sử của mình. Hãy cùng Bee nắm bắt cơ hội này. Và đó là toàn bộ cuộc hành trình 1.000 ngày của Bee Network. Đây là một dấu mốc đẹp để chúng ta nhìn lại những gì mà Bee Network đã làm được và sẽ làm trong tương lai. Chúng ta sẽ có nhiều hơn những cái 1.000 ngày nhiều hơn nữa. Đây là một sự khởi đầu tuyệt đẹp. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.